Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin mới nhất của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Tứ đại mỹ nhân V-Biz sau 12 năm, nhan sắc tỷ lệ thuận đồ nổi tiếng. Soi lại nhan sắc của hội bạn quyền lực bậc nhất V-Biz hơn 10 năm trước, ai cũng phải ngỡ ngàng vì ngoại hình không tuổi, đồ nổi tiếng thì ngày càng tăng. Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng, Đông Nhi, Hoàng Thùy Linh được biết đến là những nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt, thường được ưu ái gọi với danh xưng Tứ Đại Mỹ Nhân. Hoạt động nghệ thuật nhiều năm, họ đều có cho mình một chỗ đứng vững vàng ở làng giải trí. Nổi tiếng cùng thời, cả bốn mỹ nhân nhanh chóng trở thành bạn bè, trong khi Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi, Minh Hằng được xem là những ca sĩ đi đầu phong trào nhạc trẻ mới nổi, thì Hoàng Thùy Linh phất lên nhờ đòn bẩy, nhờ series Nhật Ký Vàng Anh. Họ vẫn luôn giữ mối quan hệ khăng khít cho tới hiện tại, trở thành hội bạn quyền lực nhất nhì V-Biz. Giờ đây, sau 12 năm, cả bốn cô nàng đều đã có sự nghiệp riêng vô cùng vững vàng, người đã gây dựng hạnh phúc nhỏ, đặc biệt nhan sắc của hội Tứ Đại Mỹ Nhân ngày càng lên hương và mặn mà theo thời gian. Nhắc tới Phạm Quỳnh Anh, xuất phát điểm là cựu thành viên nhóm nhạc teen nổi tiếng HAT, nữ ca sĩ ngày càng thành công khi bước ra solo. Năm 2012, Phạm Quỳnh Anh lên xe hoa với nhạc sĩ Nguyễn Quang Huy và sinh con đầu lòng một năm sau đó. Những tưởng hạnh phúc hôn nhân sẽ kéo dài mãi mãi. Tới năm 2018, nữ ca sĩ gây xôn xao dư luận khi xác nhận chuyện đã ly hôn. Kể từ đó, Phạm Quỳnh Anh cũng tích cực trở lại showbiz, chạy show ra sản phẩm âm nhạc mới và được đón nhận nhiệt tình. Giọng ca bụi bay vào mắt cũng biến người hâm mộ bất ngờ khi lột xác hoàn toàn với hình tượng người phụ nữ đầy quyến rũ, mặn mà. Đặc biệt, hơn 2 năm hậu ly hôn, Phạm Quỳnh Anh tạo nhà mới, mua xe tiền tỷ. Đây được xem là thành quả cho những nỗ lực của nữ ca sĩ khi tái xuất thành công. Về phần Minh Hằng, cô được biết tới là một trong những nữ nghệ sĩ đa tài, không chỉ thành công trong lĩnh vực ca hát, với hàng loạt bản hit, nữ ca sĩ còn gặt hái nhiều vinh quang khi lấn sân sang diễn xuất. Bên cạnh đó, Minh Hằng còn cá kiếm nhiều nhờ làm gương mặt đại diện thương hiệu, ngồi ghế giám khảo, đi sự kiện. Những năm gần đây, Minh Hằng cũng khởi động vai trò làm nhà sản xuất phim. Cô được đánh giá là một trong những nghệ sĩ có cachet cao nhất nhì showbiz Việt hiện nay. Hiện tại ở độ tuổi 34, giọng ca Một Vòng Trái Đất được nhiều người ngưỡng mộ khi có trong tay mọi thứ từ nhan sắc, tiền tài tới danh tiếng. Dân tình không ít lần trầm trồ trước số bất động sản cũng như dàn xế xịn mà người đẹp sở hữu. Bên cạnh sự nghiệp hay độ nổi tiếng, Minh Hằng được cho là có mối tình kín tiếng suốt 5 năm với bạn trai bí mật, nữ ca sĩ hầu như không tiết lộ về danh tính của anh. Đông Nhi hiện tại cũng được đánh giá là một trong những cái tên nổi tiếng trong showbiz. Dù đã hơn 10 năm trôi qua, thế nhưng sức nóng của cô vẫn không hề giảm nhiệt mà ngày một tăng. Nữ ca sĩ tích cực hoạt động nghệ thuật, từ việc ra sản phẩm mới tới chạy show hay ngồi vị trí ghế nóng. Viên mãn nhất trong chuyện tình cảm phải kể tới Đông Nhi. Trái ngọt cho cuộc tình 10 năm của cô với chàng thiếu gia ông Cao Thắng đã kết thúc bằng một đám cưới hoành tráng cuối năm 2019 và hạ sinh tiểu công chúa Winner. Hiện tại cô đang cùng ông xã điều hành một công ty giải trí với nhiều tên tuổi nổi tiếng như Hansara, Song Luân, Unifa. Cô nàng cuối cùng trong Tứ Đại Mỹ Nhân là Hoàng Thùy Linh. Từng có khoảng thời gian khó khăn vì scandal, nữ ca sĩ mạnh mẽ trở lại với ánh hào quang. Cô hoạt động nghệ thuật tích cực và ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng như Bánh Trôi Nước, Để Mị Nói Cho Mà Nghe. Mới đây, nữ ca sĩ còn được vinh danh hình ảnh tại quảng trường thời đại New York. Ở tuổi 32, Hoàng Thùy Linh sở hữu nhà biệt thự tiền tỷ, xe hộp hạng sang. Cô nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò với ca sĩ Gil Lê, song cô chưa một lần lên tiếng xác nhận hay phủ nhận. 12 năm trôi qua, hội mỹ nhân đình đám Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng, Đông Nhi, Hoàng Thùy Linh đã có nhiều thay đổi, song không thể phủ nhận rằng xét riêng về nhan sắc và độ nổi tiếng thì họ chỉ có tăng chứ không hề giảm. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.